Trong thời gian mang thai, sức đề kháng của cơ thể bà bầu bị suy giảm và rất dễ mắc một số bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Các bệnh thường gặp khi mang thai không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi mà có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Dưới đây là một số bệnh lý thường gặp khi mang thai mẹ bầu cần lưu ý. 1. Chuột rút. Đây là một triệu chứng thường gặp ở các mẹ bầu, biểu hiện dễ thấy ở cơ bắp co thắt khiến bạn rất đau, thường xảy ra ở bắp chuối chân và bàn chân, đặc biệt là vào ban đêm bắt đầu cơn đau bằng triệu chứng cẩn chân duỗi đưa ra và các ngón chân quắp xuống. Theo nghiên cứu thì bệnh này xảy ra ở thai phụ thường là do cơ thể thiếu canxi. Xoa bóp nhẹ nhàng bắp chân và bàn chân bị co rút sẽ giúp các bà bầu có cảm giác thoải mái hơn. Sau đó đi dạo một vòng để máu lưu thông tốt hơn. 2. mất ngủ Mất ngủ là bệnh hay gặp nhất ở sản phụ trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của thai kỳ. Mất ngủ sẽ kéo dài làm tăng cảm giác khó chịu cho sản phụ. Để có được giấc ngủ ngon giấc, các mẹ bầu cần chú ý tới chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, không nên dùng đồ uống hoặc thức ăn có quá nhiều vitamin C nếu có mất ngủ. 3. Táo bón. Hơn 50% thai phụ thường gặp rắc rối với vấn đề đại tiện, chủ yếu là táo bón. Trong thời kỳ mang thai, chị em ít vận động hơn, hơn nữa nồng độ hormone progesterone trong máu tăng lên làm giảm nhu động ruột, thai phát triển gây chèn ép đại tràng khiến phân chậm di chuyển. Những chất bổ dưỡng, các loại thuốc và thực phẩm chứa sắt thường gây nóng cho cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân gây ra táo bón ở các bà bầu. 4. Thiếu máu Nhu cầu sắt tăng cao ở phụ nữ có thai là nguyên nhân chính gây ra thiếu máu. Thiếu máu ở phụ nữ khi mang thai nếu nhẹ thì không có vấn đề gì, nhưng nặng sẽ bị nguy hiểm vì có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, nhau tiền đạo, nhau bong non, cao huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, ối vỡ sớm, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu sản. Ngoài ra, nếu có sốt huyết hậu sản sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người mẹ. Mẹ thiếu máu dễ sinh con thiếu máu, nhẹ cân, sinh non tháng, suy thai và tăng khả năng bị các bệnh sơ sinh hơn so với bình thường. Để dự phòng thiếu sắt, phụ nữ mang thai nên chú ý tăng cường sắt từ những thực phẩm có màu đỏ, cá, trứng, rau có màu xanh đậm hoặc các chế phẩm bổ sung sắt cho cơ thể. 5. Trầm cảm Triệu chứng của bệnh là mất hết năng lượng, mất ngủ và chán ăn. Bệnh gây nên những hậu quả nghiêm trọng như cơ thể gây yếu, kém sức sống, nghiện các chất kích thích và thậm chí là tự tử. Trẻ vì thế mà bị suy thai, chậm phát triển, sinh non. Trầm cảm là bệnh mà bất cứ mẹ bầu nào đều không mong muốn mắc phải. Thậm chí mức độ nguy hiểm của bệnh này còn nguy hiểm so với các căn bệnh khác nếu có dấu hiệu bị bệnh hãy lập tức đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám và điều trị